Hàn Quốc họ vẫn có cái trung tâm văn hóa ở Việt Nam để họ giới thiệu, lan tỏa và quảng bá cái văn hóa của họ tại đất nước mình, thì tại sao chúng ta lại không làm như thế này ở nước ngoài? Tôi nhất trí về chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài theo hình thức đầu tư công, nhưng đề nghị không sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khác để dành nguồn lực đầu tư cho các mục tiêu khác của chương trình. Về nội dung chưa được quy định trong luật đầu tư công, đề nghị đánh giá kỹ lưỡng hơn về nội dung, phạm vi, quy mô cũng như là cân đối nguồn lực để xác định danh mục và lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp, khả thi và hiệu quả. Bên cạnh đó cần có kế hoạch cụ thể nhằm phát huy tối đa việc bảo tồn, phát huy, truyền bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua văn hóa góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quyền con người của người Việt Nam cả trong nước cũng như là tại nước sở tại. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tôi nhận thấy cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh nhiều vấn đề góp ý tại kỳ họp thứ 7 và bổ sung nhiều nội dung cụ thể nhằm hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại kỳ họp lần này. Trong đó có việc không chuyển dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2030 vào chương trình. Về cơ bản, tôi thống nhất thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình trong kỳ họp lần này. Do thời gian có hạn, tôi xin tham gia phát biểu một số những vấn đề cụ thể mà tôi quan tâm như sau. Đối tượng thụ hưởng của chương trình thì rất rộng, bao gồm là người Việt Nam trong và ngoài nước, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, thiết chế văn hóa. Riêng các loại hình di sản, di tích thì chỉ xác định đến các quốc gia. Tôi vẫn giữ nguyên cái ý kiến là chương trình còn để sót các cái di sản, di tích ở địa phương mà hiện nay là chưa được xác định về cấp bậc. Loại hình này thì có rất nhiều trong dân gian, rất cần được quan tâm, bảo tồn và phát huy bởi nó được hình thành trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc trong là hàng nghìn năm qua. Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của các giai đoạn, đã có nhiều sự điều chỉnh, thay đổi về nội dung, tuy nhiên thì tôi vẫn đồng hành, vẫn đồng tình. Bởi tôi thấy chương trình vẫn định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa với sản phẩm cụ thể là đến năm 2030 phấn đấu đóng góp vào 7% GDP và 8% vào năm 2035. Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế, sức mạnh nội sinh của con người và xã hội Việt Nam. Về kinh phí thực hiện chương trình, trong báo cáo thẩm tra cho thấy còn nhiều ý kiến khác nhau về dự toán gần 250.000 tỷ chia làm hai giai đoạn. Tôi vẫn giữ quan điểm dự toán này là phù hợp bởi khi áp vào các cái mục tiêu cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn. Bởi sản phẩm của những cái nhiệm vụ có yêu cầu rất cao, thậm chí là có những cái nhiệm vụ là đòi hỏi phải đạt 100%, chưa kể là các cái mục tiêu và nhiệm vụ khác cũng có yêu cầu giải ngân là rất cao. Về vấn đề tỷ lệ vốn từ ngân sách địa phương thực hiện chương trình là gần 25%, tức là khoảng trên 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2030. Kính thưa Quốc hội, hiện nay thì theo các cái báo cáo kinh tế và ngân sách thì cho thấy là còn nhiều tỉnh thành trong cả nước là có nguồn thu là chưa đủ cân đối, còn nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% trở lên, nên rất khó khăn cho việc đối ứng với tỷ lệ mà chương trình đã dự toán. Về đề xuất xin ý kiến Quốc hội về nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, tôi thống nhất bởi vấn đề này nằm ngoài quy định của luật đầu tư công. Việc xây dựng các trung tâm văn hóa ở nước ngoài sẽ giúp chúng ta giới thiệu và lan tỏa hình ảnh văn hóa đất nước con người Việt Nam với quốc tế, nên cần có cơ chế đặc biệt để thực hiện. Ở nội dung này tôi thấy Hàn Quốc họ vẫn có cái trung tâm văn hóa ở Việt Nam để họ giới thiệu, lan tỏa và quảng bá cái văn hóa của họ tại đất nước mình, thì tại sao chúng ta lại không làm như thế này ở nước ngoài? Từ những vấn đề còn băn khoăn, tôi đề xuất cơ quan soạn thảo giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề như sau. Một là đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng chưa được đưa vào chương trình, và tôi đề nghị có thể là để trong mục tiêu cụ thể của các cái giai đoạn nhằm tập trung nguồn lực
để chúng ta kịp thời là phát hiện, bảo tồn và phát huy các cái di tích, di sản đang lưu hành trong dân gian. Thứ hai, tại mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ thêm mục tiêu 2, phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ loại hình thiết chế văn hóa cấp tỉnh gồm trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa thể thao, bảo tàng, thư viện. Bởi vì hiện nay tuy rằng tôi chưa có số liệu cụ thể, nhưng theo tôi đó thì các tỉnh thành trong toàn quốc chắc là cũng có đầy đủ rồi, hoặc là gần đủ các thiết chế này. Cho nên là cái việc mà chúng ta đặt ra 100% thì có khi là việc thực hiện nó cũng nhẹ nhàng thôi. Đề nghị là lưu ý. Ở mục tiêu 5 và mục tiêu 6 thì tôi cũng có ý kiến gần giống như là ý kiến của đại biểu Nguyễn Việt Nga vừa phát biểu. Hiện nay thì đối với việc mà thực hiện cái chủ trương chuyển đổi số hoặc là cho học sinh là tiếp cận các cái di sản, rồi di tích, rồi là học tập về lịch sử thì nó rất khó, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế, tùy thuộc vào cái điều kiện và khả năng triển khai hấp thụ cũng như là do địa lý. Có một số những cái vùng sâu vùng xa mà chúng ta kêu xây dựng là các cái thiết chế chuyển đổi số hay là cho các em là nó học sinh đảm bảo 100% ở các cái cơ sở đào tạo thì rất là khó. Do đó thì tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo lưu ý để chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái hai cái mục tiêu này. Thứ ba là đề nghị chính phủ nghiên cứu thêm về cái tỷ lệ vốn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, bởi vì hiện nay nhiều địa phương có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nên khó mà đáp ứng được cái việc đối ứng với chương trình. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, nếu được thì chúng ta sẽ xây dựng về nguyên tắc, về cơ chế phân bổ cũng như là cái khả năng đối ứng linh hoạt hơn để nhằm là hỗ trợ cho các cái địa phương còn khó khăn về ngân sách. Và cuối cùng là tôi kỳ vọng vào chương trình rất nhiều. Nếu mà chúng ta triển khai thực hiện đầy đủ các cái mục tiêu cũng như là các nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn thì chúng ta sẽ phát triển được cái ngành công nghiệp văn hóa thông qua việc là tìm kiếm rồi phát huy các cái loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc để hình thành các cái sản phẩm tiêu biểu để quảng bá và giới thiệu ra quốc tế. Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga phát biểu. Đại biểu Trần Thị Thanh Hương, An Giang chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu dự thảo văn bản trình tại kỳ họp, tôi nhận thấy văn bản đã được tiếp thu tối đa, bổ sung giải trình đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Để chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa của giai đoạn 2025-2035 được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, tôi xin tham gia góp ý một số vấn đề cụ thể như sau. Thứ nhất, về mục tiêu của chương trình, tại nội dung thành phần của chương trình thứ nhất về phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp, chỉ tiêu trong tờ trình của chính phủ là 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, học đường cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên. Đề nghị chính phủ xem xét lại chỉ tiêu này. Theo tôi nên đưa cao hơn, nên là 95%. Thiết nghĩ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, học đường cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Hiện nay, các cơ sở giáo dục đều tổ chức các hoạt động này trong môi trường đào tạo. Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu về phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp, thì một trong những nguyên nhân đạt được là phải xuất phát từ các cơ sở giáo dục. Nghị quyết số 33 về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cũng có nêu xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, giáo dục truyền thống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành các cái văn bản liên quan đến hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cụ thể như thông tư số 48, ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng đã quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Vì các lý do trên, tôi trân trọng đề nghị chỉ tiêu này nên tăng lên là 95%, có như vậy mới có cơ sở đăng ký nguồn vốn để triển khai chương trình. Thứ hai, về phạm vi quy mô thực hiện chương trình.
trong đó có việc đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Trân trọng đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng về chủ trương đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí và phù hợp với nguồn lực hiện có. Tôi nhất trí về chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài theo hình thức đầu tư công, nhưng đề nghị không sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khác để dành nguồn lực đầu tư cho các mục tiêu khác của chương trình. Về nội dung chưa được quy định trong luật đầu tư công, đề nghị trong việc sửa đổi luật đầu tư công trình tại kỳ họp này, trân trọng đề nghị Chính phủ bổ sung vào nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, do nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 9 điều 4 của luật đầu tư công. Thứ ba, về cơ chế quản lý, cơ chế chính sách đặc thù trong thực hiện chương trình, tôi thống nhất quan điểm chung của Đảng, Nhà nước là phân cấp tối đa cho địa phương, giao cho địa phương bố trí nguồn lực phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương. Trân trọng đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc này, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng báo cáo, nghiên cứu khả thi và tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục hạn chế, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những hạn chế thiếu sót, biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả của các địa phương, từ đó góp phần cho việc đảm bảo việc bố trí nguồn lực của chương trình, đáp ứng mục tiêu, nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Thứ tư, về đối tượng thụ hưởng của chương trình, trân trọng đề nghị Chính phủ quan tâm bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng là các xã an toàn khu, vùng an toàn khu. Bởi vì xã an toàn khu, vùng an toàn khu là nơi có truyền thống yêu nước, cách mạng lâu đời, nhân dân có tinh thần đoàn kết, trung thành với Đảng và cách mạng. Vùng an toàn khu còn là biểu tượng của sự đoàn kết, quyết tâm, sức mạnh của nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hiện nay, các chính sách liên quan đến xã an toàn khu, vùng an toàn khu còn nhiều hạn chế, nếu được bổ sung vào đối tượng ưu tiên thụ hưởng sẽ góp phần quan trọng cho việc phát huy truyền thống lịch sử, giáo dục truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước cho thế hệ trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Tôi xin hết ý kiến, trân trọng cảm ơn Quốc hội. Bài tại kỳ họp để hoàn thiện thêm nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển về văn hóa, tôi xin phát biểu xoay quanh một số nội dung sau. Thứ nhất là về chủ trương xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Có thể nói là việc xây dựng trung tâm văn hóa tại các nước là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Thông qua đó góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, đồng thời đóng góp cho quá trình thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, lan tỏa hình ảnh của các quốc gia và tạo sức mạnh mềm của đất nước cũng như là của dân tộc. Đây cũng là một trong những nhu cầu cấp thiết trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng của Việt Nam. Xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cũng là nhu cầu của cộng đồng văn hóa của người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tìm hiểu thêm Việt Nam cũng như là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, và đây là một cái nhận thức đúng đắn từ trước cho đến nay. Trên cơ sở đánh giá tổ chức vận hành thực hiện của trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và Lào, xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu của nhiệm vụ văn hóa đối ngoại, chính trị, an ninh của đất nước, tôi thống nhất với kiến nghị của Chính phủ về việc có chương trình, nội dung thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần cân nhắc thêm, trước mắt cần quan tâm lựa chọn những nước có mối quan hệ văn hóa lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập và có các đối tác dẫn đầu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Đề nghị đánh giá kỹ lưỡng hơn về nội dung, phạm vi, quy mô cũng như là cân đối nguồn lực để xác định danh mục và lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp, khả thi và hiệu quả. Bên cạnh đó cần có kế hoạch cụ thể nhằm phát huy tối đa việc bảo tồn, phát huy, truyền bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua văn hóa góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quyền con người của người Việt Nam cả trong nước cũng như là tại nước sở tại. Vấn đề thứ hai là về việc trùng lập giữa chương trình với các chương trình dự án khác. Tôi thống nhất về việc giữ nguyên các mục tiêu dự án có liên quan đến lĩnh vực văn hóa thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện.
Qua thực tế cho thấy, mặc dù các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì có nội dung xây dựng về hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở, rồi chương trình mục tiêu văn hóa về giảm nghèo bền vững thì có nội dung trong tiểu dự án 1 về nội dung đầu tư các chương trình phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao tại các xã đặc biệt khó khăn, rồi chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thì có dự án số 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, về thời gian, mỗi chương trình, mỗi dự án có mục tiêu tổng thể, giai đoạn thực hiện khác nhau, thực hiện một số nội dung cũng chưa có kinh phí được phân bổ trong triển khai thực hiện thời gian tới, nên việc thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 cần quan tâm rà soát thêm để tránh trùng lặp về các chỉ tiêu giữa các chương trình này. Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị là cần thiết tích hợp chuyển những dự án đã được xác định đã và đang triển khai thực hiện tại các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo ổn định, thuận lợi và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Những kết quả, mục tiêu, chỉ tiêu đạt được của các dự án, tiểu dự án trong các chương trình mục tiêu quốc gia cũng cần được kết nối đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện và sẽ là những kết quả tổng thể cho bức tranh chung của chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Vấn đề thứ ba là về mục tiêu đến năm 2035 phấn đấu 90% các địa phương đơn vị có nội dung giáo dục, đạo đức lối sống bình đẳng giới, hệ gia đình trong thời kỳ mới đưa vào các hương ước quy ước của dòng họ cộng đồng làng xã. Kính thưa Quốc hội, ngày 30 tháng 12 năm 2021 thì trong quyết định số 2238 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, trong đó có xác định các mục tiêu cụ thể. Và một trong những mục tiêu đó là có đưa vào nội dung phấn đấu 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào các hương ước quy ước của dòng họ cộng đồng làng xã. Trong khi đó, dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 thì lại xác định mục tiêu đến năm 2035 phấn đấu 90% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức lối sống bình đẳng giới hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới vào hương ước quy ước của dòng họ cộng đồng làng xã. Tôi cho rằng như vậy là chưa phù hợp. Chính vì vậy đề nghị ban soạn thảo cân nhắc lại tỷ lệ phấn đấu này cho phù hợp hơn. Và vấn đề quan trọng là không chỉ đưa nội dung giáo dục vào các hương ước quy ước của dòng họ cộng đồng làng xã, mà vấn đề quan trọng là tập trung tổ chức thực hiện sao cho việc giáo dục đạo đức lối sống bình đẳng giới, giá trị gia đình trong thời kỳ mới thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng và cảm ơn Quốc hội. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thay mặt cho cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, chúng tôi trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã có sự ghi nhận đánh giá cao hai cơ quan trong vấn đề tiếp thu để hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia trước khi chúng tôi trình kỳ họp này, trên cơ sở các đại biểu đã cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 7. Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Tinh thần chung là chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để tiếp thu hoàn thiện cái nghị quyết để trình Quốc hội thông qua theo cái chương trình kỳ họp đã được Quốc hội ấn định. Sau đây tôi xin được báo cáo làm rõ thêm nhóm vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Trong 12 ý kiến thì chúng tôi thấy có một số cái nhóm vấn đề lại để chúng ta có cái sự thống nhất. Trước hết là về các chỉ tiêu trong từng dự án thành phần, các đại biểu cũng có thống nhất và đồng thời đề nghị bổ sung và làm rõ. Tinh thần chung là như thế này, như chỉ đạo của Quốc hội, đó là Quốc hội sẽ quyết định theo thẩm quyền của mình những vấn đề lớn, những chỉ tiêu mà mục tiêu phấn đấu. Còn Chính phủ sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu này phù hợp trong từng giai đoạn theo hướng cấp bách có trọng tâm trọng điểm. Cho nên, tất cả các góp ý của các đại biểu về các chỉ tiêu cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp thu để đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi của Chính phủ để phù hợp trong tổ chức thực hiện. Đây là cái tinh thần chung nhất cho tất cả các cái chỉ tiêu mà đại biểu quan tâm.
Tuy nhiên cũng có chỉ tiêu có thể trả lời ngay được. Và nói lại, như chỉ tiêu của về giáo dục mà Bộ Giáo dục đã báo cáo. Và cũng có đại biểu cho rằng vấn đề về chỉ tiêu nâng cấp di tích di sản. Quả thực, khi nghe như thế, đọc như vậy, thì chúng ta sẽ thấy ra một cái số lượng chỉ tiêu di tích di sản phải được nâng cấp, duy tu bảo dưỡng trong nhiệm kỳ này rất lớn. Và vấn đề này cũng đã được một số tờ báo viết trong cái kỳ họp lần thứ 7. Tuy nhiên, điều đó không phải theo cái tính toán cơ học, mà chúng tôi đặt ra con số 95%, đó là tính toán trên cơ sở tình tiến, bằng phương pháp tình tiến, có nghĩa là chúng ta đã xem xét các cái di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia đã được đầu tư các giai đoạn trước đây, cộng với chương trình này để đến kết thúc vào năm 2030, chúng ta có được 95%. Những người làm chương trình thì viết và hiểu như vậy. Nhưng nếu như đọc qua 95%, lấy ví dụ như nhân lên 133 di tích quốc gia đặc biệt hiện nay của quốc gia đang có, mà nhân lên 95% là tổng ra cái số là gần 100 di tích phải được nâng cấp, thì điều đó không phải. Cho nên để tránh cái sự nhầm lẫn, chúng tôi rất đồng ý với đại biểu Nga là chúng ta viết thẳng vào là những di tích xuống cấp để chúng ta phấn đấu, chúng ta làm. Khỏi phải đưa cái chỉ tiêu 95% theo cách tính tình tiến, mà cách tiếp cận thế này dẫn đến sự hiểu nhầm và cứ nghĩ là sẽ nhân lên và cuối cùng là đưa ra một cái bài toán là hàng nghìn di tích được nâng cấp. Điều đó thì chúng tôi xin được tiếp thu ngay và chúng tôi thấy. Và tinh thần là đã nâng cấp, đã phân cấp thì chúng tôi đã phân cấp triệt để. Và con số này cũng được tính toán, ví dụ như giai đoạn trước đây chỉ được bố trí có 245 tỷ, thì chúng ta đã chia cái số này theo hướng là cấp bách xuống cấp nghiêm trọng thì chúng ta được nâng cấp có 400 di tích. Hoặc là gần đây nhất trong nhiệm kỳ này, khi chính phủ quyết định cấp 1.428 tỷ để nâng cấp 17 di tích và Bộ Văn hóa phân cấp triệt để cho địa phương và địa phương làm chủ đầu tư, địa phương thực hiện nâng cấp 17 cái công trình này. Thì cũng tương tự theo cách làm này để chúng ta chuyển cái hướng là về di tích và chỉ tiêu thì chúng tôi nghĩ như thế. Cũng tương tự như vậy, các chỉ tiêu về số hóa trong bối cảnh chúng ta kinh tế số và vấn đề sử dụng kinh sở số hóa ở trong các lĩnh vực thì không lý gì văn hóa của chúng ta lại đứng ngoài cuộc. Cho nên chúng tôi cũng đề xuất là phải giữ nguyên cái này để phấn đấu, để thực hiện. Và hiện nay chúng tôi cũng đang mong muốn phải hiểu cái mục tiêu của chúng tôi đang làm và chúng tôi mong muốn là tất cả các địa phương cùng làm, huy động tất cả các nguồn lực để làm. Và trong thực tiễn, nếu như chúng ta không số hóa kịp thời thì sau này sẽ mất rất nhiều. Và khi từng địa phương một làm, đến lúc chúng ta có được một kho dữ liệu cập nhật vào, kết nối nó lại, thì trở thành có một cái big data rất lớn để chúng ta làm được và sẽ có cái hướng dẫn cụ thể để chúng tôi làm. Thì hướng chỉ tiêu là chúng tôi như vậy, thì xin báo cáo như vậy. Cái thứ hai là các đại biểu có nói là đầu tư các trung tâm văn hóa nước ngoài. Trong chương trình chúng tôi cũng nói thẳng, đây là thực hiện cái chiến lược văn hóa đối ngoại của Đảng, của nhà nước chúng ta đã quyết nghị. Tất nhiên khi làm, chính phủ sẽ hết sức lưu ý, bởi vì không phải là muốn là làm được, mà nó phải dựa trên các cái hiệp định giữa hai chính phủ với nhau, dựa trên cái vấn đề quan hệ theo nguyên tắc đối đẳng. Và đồng thời cũng phải đó là chúng ta phải ưu tiên các cái quốc gia mà Việt Nam của chúng ta có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và từ đó để chúng ta lựa chọn, để chúng ta phát huy được cái này, chứ không phải là tất cả. Tất nhiên chúng ta không thể so sánh với tất cả các quốc gia khác. Nhưng như nhiều đại biểu khẳng định, đây là sự hiện diện của văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Và thông qua đó, để chúng ta quảng bá, chúng ta bảo tồn, chúng ta giới thiệu văn hóa của Việt Nam. Và đó thực sự là ngôi nhà chung văn hóa của kiều bào nước ta ở nước ngoài. Và vì vậy mà hướng tới, chúng ta sẽ lựa chọn từ 3 đến 5 cái trung tâm mà cần thiết phải được ưu tiên theo thứ tự. Thì trong này chính phủ sẽ trình và chính phủ sẽ quyết nghị theo cái hướng nguyên tắc đối đẳng. Chứ báo cáo với các đồng chí là người đồng cấp là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc mới nói chuyện với tôi cách đây tháng trước là riêng ông ấy được chính phủ Hàn Quốc giao đi làm 80 cái trung tâm của 80 quốc gia. Ông ấy bảo bây giờ tôi rất là mệt mỏi để đi làm cho được. Thế nhưng chúng ta không thể sử dụng Hàn Quốc để nói về của Việt Nam được. Nguồn lực của chúng ta đến đâu? Kiều bào của chúng ta sinh sống ở địa bàn nào? Nhu cầu ở đó ra sao? Khả năng phát triển thế nào để chúng ta trình chính phủ để làm? Thì các đại biểu cũng có thể yên tâm. Cái vấn đề thứ ba là nguồn vốn. Nhóm các đại biểu quan tâm là hỏi là về cái nguồn khác
thì báo cáo các đồng chí là nguồn khác ở đây chỉ là tạm tính, còn nguồn lực này, nguồn khác là nguồn xã hội. Nguồn xã hội rất lớn. Chính vì vậy mà trong kết luận 100 của Bộ Chính trị nói rất rõ là huy động các nguồn lực xã hội để cùng với nguồn lực nhà nước để đầu tư cho phát triển văn hóa. Gần đây nhất, tôi cùng với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dự một hội nghị xúc tiến đầu tư theo cái nghị quyết 98 của Quốc hội cho phép thành phố Hồ Chí Minh thí điểm để thực hiện cái vấn đề hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Trong đó đã có 300 doanh nghiệp đến để làm việc và họ đăng ký nguồn vốn nếu như được chấp thuận là 2 tỷ đô la. Tôi nghĩ rất lớn và Hà Nội này cũng tương tự sắp tới sẽ làm. Một số địa phương khác có cơ chế này, chắc chắn con số này không phải chỉ là 15.000 tỷ. Đây chỉ là khái toán về nguồn lực xã hội mà thôi. Cho nên báo cáo với các đại biểu là con số để tính toán như vậy. Còn nguồn vốn ngân sách địa phương ở đây phải tính toán là thế này. Ngân sách địa phương khi chúng tôi làm xây dựng chương trình này, chúng tôi đã tính toán không phải là cao bằng tất cả các địa phương. Hôm trước tôi đã báo cáo với Quốc hội là ai cũng phải 24%. Mà đây là con số tính chung cho toàn quốc. Là ví dụ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Đó là những cái cơ sở mà người ta cân đối được ngân sách. Người ta bỏ ra rất nhiều để người ta làm các cái nội dung này. Thì đương nhiên là tính trong cái tổng số các dự án này để tính lại cho các địa phương. Và khi phân bổ thì chính phủ sẽ tính toán theo tiêu chí. Chứ không phải là tất cả đều 24%. Thì khi tính toán như vậy là các đại biểu có thể yên tâm. Bởi vì đằng sau đó là còn có các ủy ban của Quốc hội giám sát về việc thực hiện chương trình này và theo thẩm quyền để kiểm tra, kiểm soát để thực hiện. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là tạo cái sự công bằng tối thiểu và thứ hai là trên cơ sở tiêu chí nhận diện để có phân bổ cái chỗ đó. Cái nhóm vấn đề thứ tư là các đại biểu yêu cầu phải làm sao để phát huy được các giá trị của văn hóa các đồng bào dân tộc. Riêng điều này thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là các cái giải pháp cần phải tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Vấn đề là chúng ta, Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc. Và trong 54 dân tộc đó, việc phát huy bảo tồn văn hóa của các dân tộc thì luôn luôn được bình đẳng và được nhà nước gần đây quan tâm. Chúng ta có nhiều cách. Ví dụ như ngày mai thôi là sẽ có cái liên hoan văn hóa các dân tộc của vùng Đông Bắc. Hoặc là cách đây một thời gian ngắn chúng ta đã làm ở miền Trung, rồi cách đây một thời gian ngắn chúng ta làm ở miền Đông Nam Bộ. Tất cả mọi cái đều được quan tâm, đều được thể hiện, đều được lưu tồn, bảo vệ, được giới thiệu. Và với tư cách là chủ thể văn hóa giới thiệu về văn hóa của mình. Và tất cả mọi cái đó chúng ta có hình thức để lưu truyền bảo quản, để giữ gìn. Và hiện nay chúng tôi đang còn tập trung theo hướng là tiếp tục phát huy, sử dụng cái sức mạnh của chủ thể, tiếp tục cơ hội với các cơ quan để chúng ta giữ gìn và khi có được chương trình này hỗ trợ, tập trung vào. Và đặc biệt là các giải pháp để tổ chức thực hiện chương trình thì chắc chắn là sẽ đạt hiệu quả. Cuối cùng là nhóm vấn đề về chỉ tiêu mà tôi đã nói là sẽ tiếp thu. Nhưng các đại biểu còn nói đến vấn đề về hệ gia đình thì xin báo cáo với Quốc hội. Theo quan điểm của Đảng ta, đã giao cho tất cả các ngành các cấp phải lượng hóa hệ giá trị gia đình. Và hệ giá trị này đã được xác định với 3 thần tố, đó là tiến bộ, ấm no và hạnh phúc. Tất cả đều xoay trên cái trục của hệ giá trị này. Chúng ta tập trung để xây dựng nó. Chúng ta sẽ cố gắng để hướng tới gia đình tiến bộ, ấm no và hạnh phúc. Vì gia đình là tế bào của xã hội. Chính vì vậy mà tập trung cái này. Đó chỉ là những giải pháp để thực hiện cho được ba cái nội hàm của cái tiêu chí và cái nội hàm của gia đình, cái hệ giá trị của gia đình. Thì chúng tôi sẽ tiếp thu cái hướng này để khi triển khai chương trình, khi thực hiện chương trình, sẽ lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương phải tổ chức thực hiện. Thưa Quốc hội, trong kết luận 100, Bộ Chính trị giao là vấn đề đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bộ Văn hóa là cơ quan tham mưu để đề xuất và sẽ thực hiện phân cấp. Thì mong các đại biểu là đồng hành để triển khai và giám sát khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết và chính phủ sẽ xây dựng chương trình để chương trình vào năm 2026 được triển khai trên cả nước. Xin cảm ơn Quốc hội.